Tôi vừa chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo polo đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ hai sản phẩm giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm. Toàn bộ các mặt hàng sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy xin giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo polo với tông màu ghi. Em này sẽ có một vài cái họa tiết kẻ ngang ở trước ngực áo này, và mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ ở đây. Ở đây là một thiết kế của thương hiệu Michiko London. Mã sản phẩm sẽ là A387, chiều dài là 63, ngang là 49 và vai là 39. Sản phẩm có size M. Với sản phẩm có size M và quý chị có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg thì có thể là yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm này. Mã sản phẩm sẽ là A387. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo polo với tông màu hồng, thiết kế suông trơn đơn giản, mã A388, chiều dài là 61 và sau là 62, ngang là 51 và vai là 43. Quý chị thường mặc size S hoặc là các bác có cân nặng nằm trong khoảng từ 55 đến 60kg thì các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Một con áo rất là đẹp luôn, rất là lịch sự nhã nhặn để các bác có thể sử dụng mình mặc đi chơi đi làm. Chất liệu thì sẽ là chất vải cốt tông dày dặn, mặc lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉnh cho mình luôn. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây cũng là một thiết kế áo tông màu xanh than và họa tiết của mình sẽ là họa tiết kẻ ngang này. Mã sản phẩm là A389, chiều dài là 65, ngang là 47 và vai là 38. Em này thì sẽ có size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Đó, các bác có thể là coi qua một chút form dáng của sản phẩm. Em này form dáng tương đối là gọn gàng, nó sẽ là hơi ôm một chút, chất vải thì mềm mịn thoáng mát này, mặc trong mùa hè năm nay thì rất là ok luôn. Và tiếp theo thì sẽ là một con áo đến từ nhà Valentino. Em này sẽ là một sản phẩm tông sáng màu, thiết kế tông màu ghi sáng, và mình sẽ có một cái túi vuông nhỏ trước ngực áo, bên trên sẽ là thêu tên của thương hiệu. Mã sản phẩm sẽ là A390, chiều dài là 66, ngang là 54 và vai là 46cm. Sản phẩm này có size L, quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể yên tâm lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế chính hãng của nhà Valentino, độ mới cực kỳ cao. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con áo polo với tông màu nâu và mã của sản phẩm sẽ là A391, chiều dài là 61, ngang là 51 và vai thì sẽ là 44. Size của sản phẩm là size SO cho quý chị có cân nặng xung quanh khoảng 60kg. Các bác có thể là mặc rất là đẹp cái sản phẩm này luôn. Đây cũng là một cái thiết kế rất là ok để cho các bác lựa mặc đi chơi đi làm, tông màu rất là nhã nhặn lịch sự. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang. Đây là một sản phẩm áo cũng rất là trẻ trung năng động với mã sản phẩm là A392, chiều dài là 61, ngang là 53 và vai thì sẽ là 47cm. Em này cũng là size SO này, quý chị chúng ta xung quanh khoảng 60kg là mặc em này vừa vặn thoải mái luôn. Form dáng thì sẽ là form suông rộng rãi và chất liệu của sản phẩm sẽ là chất vải mềm mịn thoáng mát, độ thấm hút mồ hôi tốt để các bác có thể là sử dụng trong mùa hè năm nay. Mã A392. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo thiết kế suông trơn đơn giản đến từ thương hiệu Mizuno. Đây là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản và mã của sản phẩm sẽ là A393, chiều dài là 70 và sau là 71, ngang là 48 và vai thì sẽ là 42cm. Size của sản phẩm này sẽ là size M. Quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh 60 đến 65kg là có thể lựa cho em này. Tông màu xanh nhạt, đây là cái tông màu rất là trẻ trung và đặc biệt em này độ mới rất là cao, nên là bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo polo, những cái thiết kế áo lịch sự nhã nhặn để các bác lựa mặc đi chơi đi làm có thể cân nhắc cho mình sản phẩm này đến từ nhà Mizuno. Và sản phẩm tiếp theo nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một con áo polo tông màu đen. Em này là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo. Đây các bác có thể thấy thì chúng ta có logo của thương hiệu in luôn ở bên trên ngực áo này. Và mã của sản phẩm này sẽ là A394, chiều dài là 70, ngang là 52 và vai là 41cm. Sản phẩm có size L, quý chị thường mặc size L hoặc là các bác có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg thì có thể lựa chọn em này. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay độ mới rất là cao luôn, thì là các bác cùng chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đặt hàng. Đặc biệt là
giá hôm nay sale chỉ có là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Vì chị mua từ hai sản phẩm trở lên thì giá chỉ còn là 150k trên một sản phẩm mà thôi. Và toàn bộ các sản phẩm thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo tông màu xanh nhạt, họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm sẽ là A395, chiều dài là 64, ngang là 47 và vai là 39. Size của em này thì sẽ là size M. Các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn em này. Một thiết kế áo cực kỳ basic nhưng mà lại rất là trẻ trung, năng động để các bác có thể là sử dụng trong mùa hè năm nay. Và mọi thông số thì quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sạch Lucy đã ghi lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi rồi. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo tông màu kem. Và cái sản phẩm của mình sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm là A396, chiều dài là 62 và sau là 63, ngang là 50 và vai thì sẽ là 42cm. Em này thì sẽ là size M này, quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo chất thể thao. Em này thì sẽ là có cái phần cổ áo thì sẽ là thiết kế khóa kéo, một cái thiết kế rất là thuận tiện để cho các bác chúng ta sử dụng, chất thể thao mềm mịn thoáng mát. Và mã sản phẩm thì sẽ là A397, chiều dài là 64, ngang là 52 và vai thì là 42cm. Size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg các bác có thể lựa chọn em này. Đặc biệt bác nào yêu thích những cái sản phẩm phối màu độc đáo một chút thì lựa em này là sự lựa chọn rất hợp lý luôn. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu hồng họa tiết kẻ. Và mã sản phẩm là A398, chiều dài là 68, ngang là 54 và vai thì là 46. Sản phẩm của mình có size L cho quý chị thường mặc size L, hoặc là quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Thiết kế form suông rộng rãi thoải mái nên là bác nào có bụng hơi lớn một chút các bác bon chen thoải mái này luôn. Một cái sản phẩm tông màu không kén người dùng nên là các bác cứ yên tâm, tông màu này mặc lên nó rất là trẻ trung năng động cho mình. Mã của sản phẩm sẽ là A398. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, em này có mã là A399, chiều dài là 63, ngang là 51 và vai thì sẽ là 46cm. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Linbox và sản phẩm của mình sẽ có size M. Bác nào yêu thích những sản phẩm trẻ trung năng động, những thiết kế nó tối giản thôi thì các bác có thể lựa cho mình cái sản phẩm này, mã là A399. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo tông màu hồng cam. Đây là một thiết kế suông trơn đơn giản, không có quá nhiều họa tiết ở bên trên. Em này thì sẽ có mã là A400, chiều dài là 67, ngang là 47 và vai thì sẽ là 43. Với sản phẩm này thì các bác thường mặc khoảng size M này, hoặc là quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể là lựa chọn cho mình em này, một sản phẩm áo rất là trẻ trung luôn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một con áo polo đến từ thương hiệu Toroy. Em này là một sản phẩm áo tông màu ghi, họa tiết kẻ ngang, độ mới rất là cao và mã sẽ là A401, chiều dài sản phẩm là 63, ngang là 50 và vai là 43. Em này có size M, quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với sản phẩm này rồi. Chất liệu thì sẽ là chất vải cốt tông cực kỳ mềm mịn thoáng mát nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm lựa chọn các sản phẩm áo polo trong mùa lạnh ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu ghi. Em này là một con áo chính hãng đến từ nhà Polo Club. Chúng ta có logo và tên của thương hiệu được thêu ở trước ngực áo. Mã sản phẩm sẽ là A402, chiều dài là 64 và sau là 68, ngang là 53 và vai là 47cm. Size của sản phẩm này sẽ là size L cho quý chị chúng ta lựa chọn. Chất áo thì rất là dày dặn này. Bác nào yêu thích những cái sản phẩm mặc lên nó chuẩn chỉnh form dáng thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Một sản phẩm chính hãng của nhà Polo Club với mã là A402. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một thiết kế áo họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A403. Và thông số của sản phẩm như sau, chiều dài là 63 và sau là 64, ngang là 48 và vai là 41cm. Em này có size M, các bác thường mặc size M hoặc là mình có cân nặng từ 60 đến 65kg thì có thể lựa chọn em này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu xanh nước biển. Em này là một sản phẩm chính hãng của nhà Uniqlo, được gia công và sản xuất tại Việt Nam. Thương hiệu Uniqlo thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, chắc hẳn là các bác đều biết đến cái thương hiệu này. Những dòng sản phẩm của nhà Uniqlo thì bao giờ cũng rất là chú trọng về mặt chất liệu, là các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với thông số của sản phẩm này. Mã sẽ là A404, chiều dài là 65, ngang là 52 và vai là 43. Size của sản phẩm sẽ là size MO, cho các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Độ mới thì rất là cao luôn. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo tông màu xanh nước biển. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ ô vuông. Mã sản phẩm là A405, chiều dài là
60, ngang là 47 và vai là 41. Em này cũng là một thiết kế có size M cho các bác chúng ta lựa chọn. Các bác thấy thì chúng ta còn nguyên các mác này, nên là các bác cứ yên tâm về cái độ mới của sản phẩm. Em này thì có một cái túi vuông nhỏ ở trước ngực áo. Mã sản phẩm sẽ là A405. Mọi thông số quý chị có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Mình cũng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo polo họa tiết kẻ. Em này thì sẽ là cái tông màu xanh than. Đây là một thiết kế của nhà Michiko London. Mã sản phẩm sẽ là A406. Chiều dài là 66, ngang là 51 và vai thì sẽ là 44cm. Size của sản phẩm này cũng là size M. Quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này. Một sản phẩm áo rất là đẹp để các bác có thể là sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày, cũng như là các bác chúng ta mặc đi chơi đi làm. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo với tông màu ghi này. Em này thì sẽ có mã là A407. Chiều dài sản phẩm là 63, ngang và sau là 64, ngang là 56 và vai thì sẽ là 43cm. Sản phẩm này có size S. Quý chị chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng từ 55 đến 60kg thì các bác có thể lựa chọn cho mình sản phẩm này. Chất vải cốt tông rất là dày dặn luôn, mã là A407. Và sản phẩm tiếp theo sẽ là mã A408. Chiều dài là 65, ngang là 54 và vai là 46cm. Em này size M. Cái tông màu của mình sẽ là tông màu vàng. Cho quý chị nào chúng ta yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút, những cái sản phẩm áo trông nó trẻ trung năng động, thì các bác có thể lựa chọn em này. Đây là một sản phẩm của nhà Kepa USA. Chúng ta có logo của thương hiệu, tên của thương hiệu được thêu ở trước ngực áo này. Chất vải thì các bác cứ yên tâm, nhà sành đồ xị bao chất cho mình. Và mã sản phẩm thì sẽ là A408, một thiết kế chính hãng của nhà Kepa. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này thì sẽ là một con áo tông màu xanh nước biển. Bác nào mà chúng ta yêu thích những sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản có thể là lựa chọn em này. Đây là một con áo cực kỳ xịn sò đến từ nhà Calvin Klein. Đây là thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm sẽ là A409, chiều dài là 71, ngang là 54 và vai thì sẽ là 45. Em này có size M. Đây chúng ta có cái logo của nhà CK, nó sẽ là in luôn, được thêu ở bên trên ngực áo này. Các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ phong dáng của sản phẩm. Quý chị nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành logic. Cái phần dưới này nó chỉ là một cái miếng giấy dán vào để ghi thông số thôi, nên là các bác sử dụng thì mình có thể là gỡ bỏ. Mã thì sẽ là A409 này, độ mới rất là cao. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, mã A410. Em này có chiều dài là 70 và sau là 72, ngang là 53 và vai thì sẽ là 45cm. Size L cho quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg, các bác có thể lựa chọn em này. Đây cũng là một cái sản phẩm rất là xịn sò đến từ nhà Polo by Ralph Lauren, một thương hiệu thời trang cực kỳ lâu đời của Mỹ này. Và với cái tông màu xanh than này thì các bác cứ yên tâm là chúng ta phối hợp với tất cả các trang phục khác nhau luôn, mã A410. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo với tông màu xanh nhạt. Mã sản phẩm là A411, chiều dài là 70 và sau là 76, ngang là 57 và vai là 51cm. Em này có size XL, quý chị có cân nặng từ 70 đến 75kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Form suông rộng rãi thoải mái này, tông màu thì trẻ trung. Với cái sản phẩm này các bác cũng yên tâm là chúng ta phối hợp với tất cả các trang phục khác nhau là đều rất là hợp lý này. Chất liệu thì là chất cốt tông dày dặn, lên form dáng cực kỳ chuẩn chỉ cho mình luôn. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo tông màu xanh than. Em này cũng là một thiết kế của nhà US Polo. Mã sản phẩm là A412, chiều dài là 74 và sau là 79, ngang là 60 và vai là 52cm. Size của sản phẩm là size 2XL, quý chị có cân nặng từ 75 đến 80kg là yên tâm vừa vặn với em này. Chúng ta có cái thông tin về chất liệu sản phẩm ở đây, 100% là chất liệu cốt tông. Và mã sản phẩm thì sẽ là A412. Bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành đồ xin. Và chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo polo với tông màu đen, một sản phẩm suông trơn đơn giản cho bác nào yêu thích cái phong cách tối giản thì các bác có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm chính hãng của nhà Zara đó. Bác nào chúng ta biết đến thương hiệu này thì chắc hẳn là chúng ta rất là yêu thích những cái dòng sản phẩm của nhà Zara luôn. Mã sản phẩm là A413, chiều dài là 74, ngang là 48 và vai thì sẽ là 42cm. Size của sản phẩm là size L, quý chị có cân nặng từ 65 đến 70kg là có thể lựa chọn em này. Với tông màu đen, nó là cái tông màu truyền thống rồi, nên là các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau luôn,
một con áo Zara chính hãng với tông màu đen thì các bạn có thể lựa mình mặc đi chơi đi làm. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo này. Đây cũng là một con áo đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Em này thì sẽ là tông màu xanh than, mã A414, chiều dài sản phẩm là 62 và sau là 67, ngang là 50 và vai là 44. Size áo sẽ là size M cho quý chị chúng ta lựa chọn. Rồi mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo polo với tông màu ghi. Em này thì sẽ là một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu GAP. Mã sản phẩm là A415, chiều dài là 62 và sau là 64, ngang là 53 và vai là 45cm. Size của sản phẩm thì sẽ là size M này. Các bác chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 60kg là các bác mặc em này đẹp nhất luôn. Với cái thiết kế suông trơn đơn giản thì đây cũng là một con áo rất là dễ mặc, dễ dùng. Chất liệu của mình thì cũng lại là cái chất vải cốt tông. Tiếp theo thì sẽ là một thiết kế áo polo tông màu đen. Em này thì sẽ có mã là A416, chiều dài là 72 và sau là 73, ngang là 48 và vai là 43cm. Size của sản phẩm này thì sẽ là size L cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Bình thường các bác hay mặc size L này, hoặc là các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg là cứ yên tâm vừa vặn với sản phẩm này luôn. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích những sản phẩm trơn đơn giản, tông màu đen thì đây cũng là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Độ mới thì cao, chất liệu thì là chất cốt tông dày dặn, thoáng mát, thấm hút mồ hôi rất là tốt, mã A416. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này là một con áo đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Mình có cái logo của thương hiệu được thêu ở trước ngực áo. Mã sản phẩm là A417, chiều dài là 72. Đúng rồi, chiều dài là 72 ạ. Và sau là 77, ngang là 50 và vai thì sẽ là 44cm. Em này thì sẽ là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Rồi chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo polo tông màu xanh nước biển. Em này thì cũng đến từ nhà Polo by Ralph Lauren luôn. Mã sản phẩm là A418, chiều dài sản phẩm là 61 và sau là 65, ngang là 49 và vai là 44cm. Size của sản phẩm là size M cho quý chị có cân nặng từ 60 đến 65kg là các bác có thể vừa vặn với em này rồi. Một con áo cũng rất là trẻ trung, năng động và cũng rất là đơn giản, tối giản để các bác có thể là phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mình cũng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo tông màu ghi của nhà Polo by Ralph Lauren. Mã sản phẩm là A419, chiều dài là 65 và sau là 71, ngang là 45 và vai là 39cm. Size của sản phẩm này là size M và cái form dáng của em này sẽ là một cái form hơi ô một chút, nên là bác nào muốn mặc những cái form dáng gọn gàng lịch sự thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Một sản phẩm chính hãng đến từ nhà Polo by Ralph Lauren để các bác có thể lựa em này chúng ta mặc hàng ngày cũng như là các bác mặc đi chơi đi làm. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì sẽ là một sản phẩm tông màu xanh nhạt và sản phẩm của mình sẽ là có họa tiết kẻ ngang. Mã sản phẩm là A420, chiều dài là 61, ngang là 50 và vai thì sẽ là 45cm. Sản phẩm này có size S, bác nào mà chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg, yêu thích các sản phẩm trẻ trung năng động thì đây sẽ là cái sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Lại gần một chút để các bác có thể là coi lại một lần nữa cận màu cận chất của sản phẩm. Chất liệu bên này sẽ là cái chất vải rất là hợp lý để các bác chúng ta sử dụng trong mùa hè năm nay. Nó có cái độ dày dặn vừa phải để đảm bảo các bác chúng ta mặc lên đúng chuẩn chỉnh phong dáng. Cái thứ hai nữa là cái độ thấm hút mồ hôi của nó rất là tốt. Ngoài ra thì mặc em này cũng rất là thoáng mát này, dễ chịu để các bác có thể là sử dụng mình mặc trong mùa hè năm nay. Trước ngực áo thì sẽ là một cái túi vuông nhỏ và em này độ mới cũng rất là cao luôn, mã A420. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo polo với tông màu ghi. Em này là một sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là A421, chiều dài là 64, ngang là 50 và vai thì sẽ là 42cm. Sản phẩm này sẽ là size S này, quý chị chúng ta từ 55 đến 60kg là có thể lựa chọn em này. Một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản. Đây cũng là cái phong cách của nhà Uniqlo. Bao giờ họ cũng làm những cái sản phẩm rất là tối giản để cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao. Các bác đi đâu cũng có thể là sử dụng cho mình được cái sản phẩm này. Còn riêng về chất liệu của nhà Uniqlo thì các bác cứ yên tâm tin tưởng vào các cái sản phẩm này vì nó là những cái chất liệu rất là đẹp luôn. Và mã của sản phẩm thì sẽ là A421. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo polo tông màu xanh than. Em này cũng đến từ nhà Uniqlo này và được gia công sản xuất tại Việt Nam. Mã sản phẩm là A422, chiều dài là 67, ngang là 49 và vai là 42cm. Size của sản phẩm này cũng là size M, các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg có thể lựa cho em này. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích cái tông màu xanh than nữa thì mình cứ yên tâm lựa chọn cái sản phẩm này của nhà Uniqlo. Một con áo cực kỳ dễ mặc, dễ dùng. Chất liệu của mình thì cũng lại là cái chất vải cốt tông cực kỳ dày dặn luôn và độ mới thì cũng rất là cao, mã A422. Sản phẩm tiếp theo nhà sành
Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế áo với tông màu đỏ. Em này thì cũng là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản. Mã sản phẩm là A423, chiều dài là 61 và sau là 63, ngang là 47 và vai là 40cm. Sản phẩm này thì vác xung quanh khoảng 60kg, là mặc em này cực kỳ đẹp luôn. Với tông màu đỏ quý chị chúng ta mặc trong mùa hè năm nay nó cũng rất là nổi bật cho mình. Và đặc biệt em này độ mới rất là cao, nên hy vọng quý chị chúng ta cũng không bỏ lỡ cái sản phẩm này, mã A423. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm áo polo tông màu trắng này. Em này có mã là A424, chiều dài là 61, ngang là 47 và vai là 48cm. Sản phẩm của mình thì cũng là size M luôn. Quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh từ 60 đến 65kg thì các bạn có thể lựa cho em này. Em này thì là một con áo cũng rất là trẻ trung, và với cái tông màu trắng thì nó cũng là cái tông màu quốc dân rồi. Các bạn có thể là phối đồ với tất cả các trang phục khác nhau. Em này thì các bác lựa mặc đi chơi, đi làm hay là mặc hàng ngày thì cũng rất là đẹp. Mã là A424. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế áo với tông màu tím này. Nhìn chung thì cũng là cái tông tối màu thôi, nên cũng rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã A425, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 51 và vai là 41cm. Em này có size MO, nên là quý chị chúng ta xung quanh khoảng là 60 đến 65kg là mặc em này cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là cái thiết kế suông trơn đơn giản thì cũng rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã sản phẩm là A425. Mọi thông số các bác có thể là coi lại ở phía bên tay trái màn hình của mình. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Em này là một con áo polo tông màu xanh lá và là một sản phẩm áo có họa tiết. Cho các bác chúng ta coi kỹ một chút các cái họa tiết bên trên sản phẩm. Quý chị nào yêu thích những cái sản phẩm trông nó trẻ trung này, trông nó độc đáo một chút, các bác hoàn toàn có thể lựa cho mình sản phẩm này. Mã A426, chiều dài là 69, ngang là 50 và vai là 42. Em này thì cũng có size là size M luôn. Quý chị chúng ta thường mặc size M hoặc là các bác có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể lựa cho em này. Độ mới của sản phẩm thì rất là cao, và với cái tông màu này thì nó cũng rất là đẹp để cho các bác chúng ta có thể là mặc trong cái mùa hè năm nay. Quý chị chúng ta yêu thích cũng như vừa mặc với sản phẩm thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Lucy, mã A426. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng, và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà sành Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, cũng như là luôn vui vẻ hạnh phúc này. Quý chị chúng ta ưng sản phẩm nào thì cứ liên hệ để nhà sành Lucy có thể là tư vấn cho mình. Hy vọng là quý chị có thể là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách là nhấn nút đăng ký kênh, cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi mà nhà sành Lucy ra clip mới thì có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở trong những phiên live tiếp theo.